Hello, xin chào tất cả chỉ huy cũng như các bạn đã quay trở lại với kênh. Và trong tập ngày hôm nay, mình sẽ nói về hai cái vấn đề mà có lẽ là còn có khá nhiều chỉ huy vẫn đang hiểu lầm. Thậm chí là có cả những chỉ huy không phải là chỉ huy mới, chơi được một thời gian rồi nhưng vẫn hiểu lầm hai cái vấn đề này. Thì ok, chúng ta sẽ cùng đi luôn đến cái vấn đề thứ nhất. Đó là cái cách mà chúng ta dùng serum để farm tài nguyên. Thì sau khi mà các chỉ huy đã hoàn thành một vài nhiệm vụ, thì game cũng sẽ hướng dẫn các chỉ huy là vào cái phần resource này, để mà chúng ta có thể farm các loại tài nguyên, ví dụ như là memory này, rồi thì exp này, rồi thì tiền, rồi thì các cái đồ cho pet mới cập nhật nữa. Thì mình có thể khẳng định luôn, đây là một cú lừa to bự chảng luôn. Bởi vì nếu các chỉ huy mà vào đây farm ấy, thì so với cùng một cái lượng serum các chỉ huy bỏ ra, thì các chỉ huy sẽ nhận được ít hơn những cái phần thưởng, những cái phần quà có giá trị. Có lẽ là ít hơn khoảng 30% so với việc các chỉ huy cày ở trong map event. Vậy thì map event là gì? Map event thì mỗi một phiên bản sẽ có một cái tên, và cái map event nó sẽ nằm trong cái mục event của phiên bản đó. Ví dụ như ở thời điểm mình làm clip thì phiên bản nó là Aquaria, thì các chỉ huy có thể thấy là chúng ta có thể truy cập vào cái phần event Aquaria, chúng ta sẽ thấy có cái phần map event tên là Gravel Echo ở đây. Thì do là mỗi một phiên bản sẽ có một cái tên khác nhau, cũng như là chợ đổi vật phẩm. Ở cái phiên bản này có tên là Analysis Lab này, thì phiên bản sau nó cũng sẽ có tên khác, cho nên là mình sẽ không đưa ra một cái tên cụ thể nào cả. Kiểu như ví dụ như mình bảo là vào Analysis Lab để đổi xong rồi thì các cái phiên bản sau ấy, các chỉ huy lại không tìm ra, bảo tôi không tìm thấy, thì đấy là lý do mà mình sẽ gọi là Map Event và chợ Event. Ok nhá. Thì nếu như mà các chỉ huy mà không vào được cái mục Event ấy, thì rất có khả năng là do cái level của các chỉ huy còn thấp. Thì mục tiêu của tất cả những người chơi mới đó là đạt cái level đủ cao, thế nhưng mình nhớ không lầm là khoảng 40, 45 hay 50 gì đó, để các chỉ huy có thể vào được tham gia các cái event của cái phiên bản đó, cũng như là chúng ta sẽ vào map event để chúng ta farm. Thì cái hình nền nó có thể khác nhau, nhưng về cơ bản thì giao diện của map event cũng sẽ không đổi. Nó sẽ có các cái chapter mở dần theo ngày, và sẽ có hai cái map để mà chúng ta có thể vào chúng ta farm. Có khá là nhiều chỉ huy đã bị nhầm, đấy là khi mà các chỉ huy vào, các chỉ huy chỉ đánh có một lần thôi, và sau đó thì các chỉ huy thấy là clear rồi, thế là các chỉ huy không đánh nữa, và các chỉ huy sẽ không nhận được những cái phần quả dưới do là chúng ta đánh chưa đủ cái mốc level. Vậy thì mình có thể nhắc lại cho các chỉ huy biết luôn, đó là trong cái map này, như cái tên của nó là map để chúng ta farm, và nó sẽ có hai map để farm. Map thứ nhất thì chúng ta có thể farm được cái tài nguyên để đổi điểm của cái phiên bản đó, và cái map thứ hai thì nó sẽ cho chúng ta farm chủ yếu là memory ngẫu nhiên, cũng như là một ít điểm tài nguyên. Thì lời khuyên của mình là cái map farm memory này các chỉ huy đánh một lần thôi để clear thôi, nhận cái quả dưới thôi, còn chủ yếu ấy chúng ta sẽ dồn hết điểm vào cái map farm cái điểm để đổi này, bởi vì là cái memory bên này ấy, nó sẽ rơi ra là ngẫu nhiên, chúng ta thì không thể kiểm soát được, không biết được nó rơi ra cái mem gì. Chính vì thế cho nên là chúng ta sẽ cần một sự ổn định hơn bằng cách là chúng ta farm thật nhiều điểm mà chúng ta đổi. Và các chỉ huy farm càng nhiều ấy thì cái level của map event sẽ lên càng cao, và max là level 25. Các chỉ huy có thể farm ở bất cứ chapter nào cũng được, không có gì khác nhau cả. Và khi mà các chỉ huy đạt được đến level 25 rồi, thì ví dụ như ở đây, một lần farm mà mất 30 serum, mình sẽ sử dụng 90, tức là farm 3 lần chẳng hạn. Thì bình thường chúng ta sẽ phải đánh là 3 cái lượt quái. Tuy nhiên khi mà lên level 25 rồi ấy, thì các chỉ huy sẽ không cần phải đánh quái nữa, nó sẽ có một cái con puppet các chỉ huy vào, các chỉ huy nói chuyện là sẽ xong luôn. Ở các phiên bản sau thì nó sẽ cập nhật lên là còn nhanh hơn nữa, chúng ta còn không phải vào để đánh cơ. Đây mình sẽ nói chuyện với con puppet là xong luôn. Thì cái lý do mà mình bảo các chỉ huy để dành serum ấy để cho cái phiên bản tiếp theo ấy, đó chính là vì khi mà cái bản tiếp theo mở ra, chúng ta sẽ nhanh chóng chúng ta đổ hết serum vào, chúng ta lên level 25 của cái phiên bản đó, thì chúng ta sẽ farm cái điểm nhanh hơn. Rồi, khi mà chúng ta có điểm rồi ấy thì chúng ta sẽ vào chợ để chúng ta đổi. Thì chợ ở mỗi phiên bản nó sẽ có một cái tên và cái vị trí nó cũng khác nhau. Tuy nhiên thì cái tổng quan của nó thì cũng chỉ có những cái mục chính như vậy thôi. Cái mục đầu tiên là những cái mục tài nguyên cơ bản như các chỉ huy có thể thấy. Tiền này, đồ nâng cấp vũ khí này, đồ nâng cấp level trong mem này, kỹ năng này, level này, đồ để nâng cấp cho pet này.
rồi thì những cái đồ để overclock, đồ xanh, đồ tím này. Và khi mà ở cuối phiên bản chúng ta có một ít điểm lẻ thì chúng ta có thể đổi ra tiền hoặc là cái mảnh men 6 sao. Thì đây là những cái cơ bản rồi. Ở cái tab limited này thì nó sẽ là những cái món đồ dành riêng cho cái phiên bản đó, thường là quà và mảnh nhân vật. Mảnh nhân vật thì sẽ là mảnh nhân vật cấp A. Ví dụ như ở trong cái phiên bản hiện tại thì có sự ra mắt của Wanshi Hypnos, thì chúng ta sẽ có đủ cái mảnh để mà chúng ta unlock được nhân vật đấy. Thì ở đây thì các chỉ huy cũng thấy là mình đã mua xong rồi. Ngoài ra thì quà. Quà thì để làm gì? Quà thì chúng ta có thể tặng cho nhân vật. Thì các chỉ huy có thể tương tác với cái nhân vật ở ngoài màn hình nền này. Chúng ta có thể tặng quà cho nhân vật đó. Ví dụ như là tặng quà cho Wanshi chẳng hạn. Thì đây chúng ta có thể đổi qua mục để chúng ta tặng quà. Thì mỗi một nhân vật thì họ sẽ yêu thích một cái loại quà khác nhau, giúp cho cái điểm thân mật nó tăng cao lên. Thì các chỉ huy có thể thấy biểu tượng trái tim ở đây. Điểm thân mật tăng cao lên thì nó sẽ unlock những cái cốt truyện cho những cái chỉ huy mà thích khám phá cốt truyện như mình để đọc. Thì về cái phần quà này ấy, mình khuyên các chỉ huy là chúng ta sẽ không mua, mà chúng ta sẽ chơi dom. Về dom thì mình đã có một cái clip ở đây rồi. Thì khi mà chúng ta chơi dom ấy, chúng ta sẽ vừa có quà để tặng cho nhân vật, chúng ta sẽ vừa có tiền để mua những cái trang phục mà không có hiệu ứng để mà nâng cấp lên cho cái vẻ đẹp của những cái nhân vật của chúng ta. Hai cái mục cuối thì đều là memory cả. Ở cái mục special này thì các chỉ huy có thể chọn cho mình một cái set memory mà mình thích, rồi thì mình mua theo các cái vị trí 1, 2, 3, 4, 5, 6 thôi. Nhân vật nào mặc cái memory nào ấy thì mình đã có cái bộ tài liệu wiki tiếng Việt, mình luôn để ở trong cái phần mô tả của tất cả các clip. Các chỉ huy có thể mở rộng ra để xem ở ngay bên dưới nhé. Và cái tab này ấy, tab cuối cùng latest này ấy, thì nó sẽ bán một cái set memory. Thì như các chỉ huy có thể thấy thì cái giá của cái set này nó sẽ giảm giá và nó rẻ hơn những cái set memory ở đây. Thì đây là cái set memory của cái nhân vật xuất hiện trong cái phiên bản này. Và cụ thể thì đây là set memory của nhân vật Selena Transcendent, thì cũng là một nhân vật mới xuất hiện trong phiên bản. Thì các chỉ huy cố gắng là cái phiên bản nào khi mà ra mắt nhân vật thì chúng ta cũng nhanh chóng farm cho họ một cái set memory trong cái thời điểm mà nó còn được giảm giá. Còn từ các phiên bản sau thì nó sẽ về cái tab không được giảm giá này. Tóm lại ấy, thì với người chơi mới, chúng ta sẽ tập trung lên level và sau đó thì sẽ đổ serum vào để farm ở trong các cái event. Event nào cũng sẽ mở map event và chợ event để cho chúng ta farm. Chính vì vậy cho nên là chúng ta sẽ không đổ serum vào cái mục resource này các chỉ huy nhé. Đây là cú lừa đấy. Đấy là cái hiểu lầm thứ nhất. Ok, thì giờ thì chúng ta sẽ đến với cái hiểu lầm thứ hai, đó là có khá là nhiều chỉ huy có một cái câu hỏi là không hiểu tại sao cái phiên bản Trung Quốc nó lại có những cái nó khác với phiên bản Global thế. Nào thì nó nhiều nhân vật hơn này, nào thì cái chế độ Norman của nó thì dễ hơn này, xong rồi thì phần thưởng của nó vào nó cho nhân vật S rồi cho vũ khí nhiều quá. Thế thì chơi Global làm gì, qua Trung Quốc chơi thì nhiều phúc lợi hơn đúng không? Thì đấy cũng là một cái sự hiểu lầm. Quay lại với cái bộ tài liệu tiếng Việt của chúng ta, thì như các chỉ huy có thể thấy, hiện tại thì chúng ta đang ở đây, phiên bản Equaria này. Và không phải là bọn mình tự dưng bọn mình tiên tri ra được cái những cái phiên bản tiếp theo đâu, thậm chí ở đây là mình còn chưa cập nhật nữa cơ. Cái lý do mà cái phiên bản Trung Quốc, Đài Loan nó có nhiều cái sự khác ấy là bởi vì là cái phiên bản Global là một cái phiên bản được phát hành sau tận hơn 1 năm, gần 2 năm so với cái phiên bản gốc của cái server gốc là server Trung Quốc. Chính vì vậy ấy, những cái như là nhân vật mới này, độ khó được giảm xuống này, hay là những cái phúc lợi như là được tặng nhân vật, có cái phần đấu tập, được tặng vũ khí đó ấy, thì phiên bản Trung Quốc có thì phiên bản Global cũng sẽ có. Chỉ là hiện tại thì chúng ta chưa đến cái phiên bản để nhận được những cái phúc lợi đó thôi. Về cơ bản, phiên bản quốc tế và phiên bản nội địa không có quá nhiều sự khác biệt, ngoại trừ một vài cái bộ trang phục mà có lẽ là sẽ không phát hành cho cái phiên bản quốc tế. Ví dụ như là bộ trang phục Alpha với cái bông hoa màu xanh trên mắt giống như của Zero vậy. Thì nếu như mà các chỉ huy hỏi qua về cái điểm lợi của từng server một, thì mình có thể nói là với những cái server như là server Đài Loan hay là server Trung Quốc chẳng hạn, thì khi đó các chỉ huy sẽ được trải nghiệm những cái nhân vật mới nhất, cũng như là những cái độ khó nó đã được điều chỉnh một cách phù hợp hơn sau một cái quá trình dài. Thì khi đó các chỉ huy chơi sẽ có một cái cảm giác thú vị và thoải mái hơn. Tuy nhiên thì rõ ràng là Vanishing Red Heaven là một game đặt rất là nặng cái yếu tố đội hình.
Khi đó thì các chỉ huy bắt đầu với server Trung Quốc, các chỉ huy sẽ không còn được những cái banner của các nhân vật cấp S này ở cái rate là 100% nữa. Các chỉ huy sẽ bắt buộc phải gacha những cái banner 70%. Thì khi đó thì nếu như mà đen đủ thì có lẽ nó sẽ ảnh hưởng đến cái đội hình của các chỉ huy, bởi vì dù sao thì một cái banner 100% thì nó cũng sẽ tốt hơn. Còn ok, với những cái chỉ huy chơi global thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ có một vài cái điểm lợi hơn so với những cái server Trung Quốc. Đó chính là thứ nhất, đó là về phần ngôn ngữ. Nói gì nói tiếng Anh thì nó cũng là một cái ngôn ngữ nó dễ học hơn và nó cũng dễ tiếp cận hơn do dùng cùng cái bảng chữ cái Latin mà chúng ta đã được học từ bé. Thứ hai nữa là vì chúng ta sẽ biết được là trong tương lai chúng ta sẽ xuất hiện là những cái nhân vật nào, cũng như là chúng ta sẽ nhận được những cái phúc lợi gì do là chúng ta đi sau mà. Thì với một vài người, ví dụ như mình chẳng hạn, thì có thể tính toán cái chiến lược là nên lấy nhân vật nào, nên skip nhân vật nào, nên tập trung đầu tư vào cả nhân vật nào trước hết để sao cho mà có thể bắt kịp được với cái tiến độ của trò chơi. Và vừa rồi thì cũng là một vài cái chia sẻ của mình về hai cái điều mà đôi khi các chỉ huy rất là hiểu lầm. Thì đầu tiên thì các chỉ huy hãy nhớ nhé, serum của chúng ta thì có hạn thôi, hãy đầu tư vào map ở trong event, sau đó thì đổi, thì cái lượng tài nguyên mà chúng ta nhận được so với cái lượng serum bỏ ra là nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Và cái điều thứ hai đó là không có mấy cái sự khác biệt giữa server global và những cái server khác cả. Có thể với một vài chỉ huy nôn nóng muốn trải nghiệm những cái yếu tố mới nhất và không quan tâm gì đến cốt truyện chẳng hạn, thì nó sẽ là một cái không vui và các chỉ huy sẽ đổi ra những cái server đó để chơi. Cảm ơn các chỉ huy đã đồng hành cùng với mình cho đến hết video. Hẹn gặp lại các chỉ huy trong những cái video tiếp theo. Xin chào và xin cảm ơn. Bye bye.